Bộ Thông tin và Truyền thông vừa tổ chức họp báo cung cấp thông tin về hoạt động của bộ của ngành trong tháng 4 năm 2024 tại Hà Nội. Sau một tháng kể từ thời điểm ngày 15 tháng 4, hạn cuối để xử lý dứt điểm các SIM rác, các SIM đang khóa một chiều có dấu hiệu kích hoạt sẵn phải chuyển trạng thái về SIM không có thông tin thuê bao. Tại họp báo, đại diện Cục Viễn thông cho biết, theo báo cáo của các doanh nghiệp viễn thông di động, hiện khoảng 6 triệu SIM thuộc nhóm này đã đều tuân thủ theo đúng quy định, không có thông tin thuê bao, muốn phát triển mới phải đăng ký đầy đủ thông tin. Để hạn chế tình trạng cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo, bên cạnh công tác xử lý SIM có thông tin thuê bao không đúng quy định, Bộ Thông tin và Truyền thông còn triển khai đồng bộ các giải pháp về chính sách, hành chính, kỹ thuật, trong đó có cấp tên định danh cho các cuộc gọi của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Khi người dân nhận được tin nhắn của gọi rác đề nghị không thực hiện theo các yêu cầu của các đối tượng, kịp thời phản ánh đến các hệ thống tiếp nhận của Bộ Thông tin và Truyền thông như tổng đài 5656, website https://thongbaorac.ies.gov.vn hoặc tới tổng đài chăm sóc khách hàng của doanh nghiệp viễn thông, phản ánh tới cơ quan công an tại địa phương với trường hợp nhắn tin của gọi có dấu hiệu lừa đảo.